Vào tối ngày chiến tranh thứ 46 nhằm 21 tháng 11, theo giờ Israel, Israel cho biết đã đồng ý với điều kiện do lãnh đạo Hamas là Yahya đưa ra, yêu cầu dừng các hoạt động của máy bay không người lái của Israel trên không phận giải Gaza trong vòng 6 giờ đồng hồ mỗi ngày trong thỏa thuận đình chiến tạm thời để đổi lấy việc thả 50 con tin là phụ nữ và trẻ em. Chi tiết thi hành các điều kiện của Hamas đã được quan chức Israel trích dẫn từ lực lượng IDF cùng cơ quan tình báo Shin Bet với khẳng định rằng những tổ chức này của Israel có đầy đủ khả năng thu thập thông tin tình báo, ngay cả trong những ngày tạm thời ngừng bắn. Các tổ chức này lưu ý, chúng tôi sẽ không hành động một cách mù quáng. Thỏa thuận tráo đổi con tin sẽ sớm được trình lên để chính phủ Israel phê duyệt, trong đó bao gồm việc trả tự do cho 50 phụ nữ và trẻ em trong thời gian ngừng bắn kéo dài 4 ngày, kèm theo khả năng gia hạn nếu Hamas tìm thấy thêm phụ nữ và trẻ em trong số con tin với điều kiện trao đổi là 10 người cho mỗi ngày gia hạn ngừng bắn. Israel ước tính điều kiện này sẽ có thể giúp giải thoát cho khoảng 50-80 phụ nữ và trẻ em nếu Hamas tìm thấy họ, do Hamas trước đó đã tuyên bố không biết chính xác địa điểm của một số con tin. Ngoài ra, phía Israel cũng yêu cầu Hamas phải tìm cách trả tự do cho những con tin bị đồng minh Hamas là phiến quân thánh chiến Hồi giáo Palestine bắt giữ, đi cùng là những con tin có quốc tịch nước ngoài. Họ thuận trao đổi 50 con tin phụ nữ và trẻ em cho 4 ngày ngừng bắn, cùng 140 tù nhân an ninh của Hamas từ nhà tù Israel đã được ủng hộ bởi ba tổ chức chính phủ Israel là lực lượng IDF, cơ quan tình báo nội địa Sinbad, cùng cơ quan tình báo quốc tế Mossad. Dự kiến, thỏa thuận này sẽ có thể được chính thức ban hành sớm nhất vào rạng sáng ngày chiến tranh thứ 47, nhằm ngày 22 tháng 11.